Kính chào quý khán giả và quý bà con đang đến với chương trình 365 ngày chuyển động. Chương trình được phát sóng mỗi ngày trên đài phát thanh truyền hình Lâm Đồng. Trong khung giờ quen thuộc, hôm nay chúng tôi tiếp tục chia sẻ những thông tin mới, hấp dẫn và thiết thực về hoạt động sản xuất nông lâm ngư nghiệp của bà con tại tỉnh Lâm Đồng và nhiều địa phương khác trên cả nước. Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống để góp phần kiểm soát dịch bệnh. Trong khi thị trường rau thủy canh đang bão hòa, một trang trại tại Lâm Đồng vẫn xuất khẩu mạnh mẽ sản phẩm này sang nhiều nước. Ngập úng tại Cà Mau và hạn hán tại Quảng Bình gây nhiều lo ngại cho bà con nông dân. Con số hôm nay, sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 1,5 triệu tấn. Chuyện nhà nông, chuyện về mô hình câu lạc bộ sản xuất tiêu bền vững. Thưa quý vị và bà con, trong thời gian vừa qua, nhiều loại dịch hại trên các loại rau hoa xuất hiện gây thiệt hại lớn đến người nông dân, đặc biệt là các loại virus xuất hiện trên hoa cúc, cà chua, xà lách. Để kịp thời phòng trừ có hiệu quả các loại virus bảo vệ sản xuất, Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng đã có chỉ đạo ngành chức năng và các địa phương tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống để góp phần kiểm soát dịch bệnh. Theo đó, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chủ trì phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý các cơ sở sản xuất kinh doanh cây giống rau hoa, kiểm tra hướng dẫn các cơ sở thực hiện đúng các quy định pháp luật về sản xuất kinh doanh giống cây trồng, tổ chức điều tra dự tính dự báo, thông báo tình hình và khuyến cáo hướng dẫn các biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp để phòng trừ virus có hiệu quả, giảm thiểu thiệt hại đến sản xuất, đảm bảo các chỉ tiêu của ngành nông nghiệp năm 2019. Bên cạnh đó, hướng dẫn người dân sử dụng nguồn cây giống khỏe từ các vườn ươm đã được công bố tiêu chuẩn chất lượng, thực hiện các biện pháp giảm sự lây lan của virus. Trồng rau thủy canh nhan nhóm tại Lâm Đồng từ năm 2012 và liên tục phát triển trong thời gian dài. Thế nhưng 2 năm trở lại đây, giá rau thủy canh đi ngang khiến cho nhiều đơn vị canh tác gặp khó. Có một điều đáng chú ý, trong khi thị trường rau thủy canh trong nước đang ở giai đoạn bão hòa, thì trang trại Trường Phúc, xã Lát, Lạc Dương chọn hướng đi xuất khẩu đã mở ra hướng phát triển tốt cho loại sản phẩm này. Hiện tại, sản lượng sản xuất rau thủy canh của trang trại này là 300 tấn mỗi năm, trong đó 80% sản phẩm tiêu thụ trong nước, còn lại là xuất khẩu sang thị trường Hàn Quốc với giá bán khoảng 55.000 đồng mỗi ký. Để rau ở trạng thái ngủ đông, khi tới tay người tiêu dùng, sản phẩm phải đảm bảo độ tươi ngon. Trang trại đầu tư hệ thống máy lạnh công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian từ 20 giờ đồng hồ sơ chế trong kho lạnh hiện nay xuống còn khoảng 2 giờ. Từ đó giúp doanh nghiệp và hộ nông dân giảm giá thành và tăng năng lực cạnh tranh sản phẩm các loại rau của Lâm Đồng trên thị trường quốc tế. Ngoài thị trường Hàn Quốc, thì các đối tác từ Singapore, Nhật Bản cũng đã tiếp xúc đặt vấn đề thu mua các loại xà lách thủy canh của công ty trách nhiệm hữu hạn trang trại Trường Phúc. Dự kiến nhiều đơn hàng xuất khẩu lớn sẽ được triển khai trong thời gian tới. Xin được tiếp tục đề cập đến những vấn đề đáng chú ý trong sản xuất hiện nay được ghi nhận ở một số địa phương. Thưa bà con, do ảnh hưởng thời tiết mưa lớn, nhiều diện tích lúa hè thu ở huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị ngập sâu trong nước, bà con nông dân gặp khó khăn trong khâu chăm sóc. Đến thời điểm này, nông dân huyện Trần Văn Thời cơ bản xuống giống dứt điểm vụ lúa hè thu với tổng diện tích hơn 23.000 ha. Sau vài ngày mưa lớn kéo dài với lượng nước khá lớn làm cho mặt nước ruộng dâng cao, bà con nông dân gặp khó khăn trong việc tỉa dặm, bón phân, chăm sóc. Mưa lớn đúng vào thời điểm nhiều hộ mới xuống giống nên khả năng bị ảnh hưởng nặng là rất lớn. Hiện tại, một số hộ có hệ thống bờ bao khép kín, người dân tích cực bơm tát nước từ đồng ruộng ra sông rạch để chống ngập úng. Tuy nhiên, do tát nước không đồng loạt nên bà con gặp khó khăn trong việc cứu lúa. Trước tình hình trên, ngành chuyên môn cho mở các cống thủy lợi điều tiết nước phục vụ sản xuất nhằm giúp người dân giảm bớt thiệt hại do mưa lớn gây ra. Trái ngược với tình hình ngập úng của nhiều hộ dân tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long, thì hiện nay tình hình khô hạn đang xấu đi tại nhiều địa phương ven biển miền Trung. Tỉnh Quảng Bình hiện có hơn 1.000 hecta gieo cấy vụ hè thu bị ảnh hưởng nặng và có nguy cơ mất trắng do hạn hán, không có nước tưới. Nhiều hồ đập trên địa bàn đã cạn xuống dưới mực nước chết. Trên cánh đồng thôn Tô Xá, xã Quảng Phương, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình, hàng chục hecta ruộng khô nứt nẻ, cây lúa đã xém vàng. Ông Phùng Văn Viên có 6 sào ruộng trên cánh đồng này, cả vùng đã bị thiếu nước từ hơn tháng nay. Khả năng thì chưa mưa chứ còn được, cả cái nguồn nó không có nữa. Bởi vì cả cái đê điều cả thế rồi, chứ không có như như trời mưa. Mà nếu trời mưa thì trong vòng khoảng một tuần đó là cái lúa đê nó phải chảy hết, còn để thu hoạch. Vụ hè thu năm nay, huyện Quảng Trạch gieo cấy gần 3.000 hecta lúa. Đến thời điểm hiện tại đã có gần 500 hecta bị khô hạn.
Công tác tích nước chống hạn đã được triển khai từ đầu năm nay. Tuy nhiên, do trời ít mưa, nguồn nước trong các ao hồ, kênh mương đều đã khô cạn, nên công tác chống hạn gặp rất nhiều khó khăn. Huyện đã có cái kế hoạch cụ thể để chỉ đạo các xã tích trữ nước để là sử dụng có hiệu quả. Tuy nhiên là cái trời hạn hán, mưa không có, cho nên là cả cái ao hồ, sông lạch thì là đều đã sử dụng hết. Nguồn nước tưới tiêu đã dần cạn kiệt. Nếu trong 10 ngày tới không có mưa, nhiều diện tích cây trồng trên địa bàn tỉnh Quảng Bình sẽ phải đối mặt với nguy cơ mất trắng. Cũng là câu chuyện liên quan đến hoạt động chăm sóc cây trồng. Thưa bà con, cà phê là một trong những loại cây trồng chủ lực của nông dân ở các huyện phía Tây tỉnh Gia Lai. Khác với mọi năm, hơn một năm nay, giá cà phê xuống thấp cộng với chi phí đầu tư tăng cao đã khiến các hộ dân hết sức lo lắng khi đầu tư sản xuất. Là một trong những địa phương có diện tích cà phê lớn của cả nước, toàn tỉnh Gia Lai hiện có khoảng 94.000 hecta cà phê. Thời gian gần đây, giá mua thấp chỉ từ hơn 30 đến 32.000 đồng một ký, trong khi chi phí sản xuất như phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, nhân công lại ngày một tăng. Cộng với biến đổi khí hậu, nguồn nước tưới khan hiếm đã khiến một số hộ dân không còn đủ kiên nhẫn để tiếp tục bám trụ với các loại cây trồng này. Giá cả thì nó so với mọi năm là nó xuống, nó rẻ quá. Công làm thì cao, mà xăng giá xăng dầu thì cũng có lên, công người hái cũng cao nên là làm bà con vất vả lắm. Đó, chi phí cho một hecta cà phê bình quân là cứ phải mất khoảng cỡ 3-40 triệu một năm. Như còn vườn nào đẹp thì năm chỉ được khoảng 70-80 triệu một hecta, chỉ 1 hecta không là không ăn thua lỗ. Chi phí đầu tư tăng trong khi giá cả nhiều loại nông sản, trong đó cà phê xuống thấp, thậm chí là ở mức thấp nhất trong nhiều năm qua, đã khiến nhiều nông dân trên địa bàn tỉnh Gia Lai băn khoăn trong việc trồng loại cây gì và đầu tư như thế nào để có lợi nhuận. Liên tục chương trình, con số hôm nay, sản lượng khai thác thủy sản đạt hơn 1,5 triệu tấn. Chuyện nhà nông, chuyển về mô hình câu lạc bộ sản xuất tiêu bền vững. Di Linh thực hiện các giải pháp nâng cao giá trị, chất lượng cà phê. Quý vị và bà con đang theo dõi chương trình 365 ngày chuyển động. Và trong nội dung tiếp theo, mời quý bà con đến với chuyên mục con số hôm nay. 1,5 triệu tấn là sản lượng khai thác thủy sản của nước ta từ đầu năm đến nay. Theo Tổng cục Thủy sản, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, từ đầu năm đến nay, tổng sản lượng khai thác thủy sản cả nước đạt hơn 1,5 triệu tấn, tăng khoảng 6%. Kết quả này là nhờ tình hình thời tiết trong 5 tháng đầu năm 2019 tương đối thuận lợi, các đợt gió mùa đông bắc đầu năm ở khu vực vùng biển Vịnh Bắc Bộ, Trung Bộ không ảnh hưởng lớn đến sản xuất trên biển. Tháng 4 và tháng 5 là khoảng thời gian cuối vụ cá bắc, đầu vụ cá nam. Một số nghề khai thác cá đáy như lưới kéo cho năng suất khá, giá cá tăng. Ngoài ra, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn triển khai đề án phát triển khai thác viễn dương và tổ chức đưa ngư dân đi khai thác hải sản ở một số nước, công bố danh sách 66 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu cá năm 2019. Công bố danh sách 57 cảng cá chỉ định phục vụ công tác xác nhận sản phẩm thủy sản khai thác, tạo thuận lợi cho ngư dân bám biển. Thưa quý bà con, nội dung tiếp theo của chương trình sẽ là thời lượng dành cho một chuyện nhà nông, chia sẻ những câu chuyện đáng chú ý xung quanh những mô hình sản xuất nông lâm ngư nghiệp đáng quan tâm nên học hỏi của quý bà con trong và ngoài tỉnh Lâm Đồng. Với mục đích giúp nông dân tạo ra sản phẩm tiêu sạch, an toàn cho chính mình và bảo vệ môi trường sống, những năm gần đây, huyện Cư Kuin, Đắk Lắk đã khuyến khích các nông hộ trồng tiêu thành lập các câu lạc bộ sản xuất tiêu bền vững. Đến nay, trên địa bàn huyện đã thành lập được 2 câu lạc bộ và 1 hợp tác xã sản xuất tiêu bền vững, bước đầu được người trồng tiêu đánh giá cao và ngày càng khẳng định hiệu quả. Sau đây, mời quý bà con cùng đến thăm mô hình này qua ghi nhận của phóng viên chương trình. Được thành lập vào năm 2017, câu lạc bộ sản xuất tiêu bền vững của thôn 4, xã Ea Hốc, huyện Cư Cu Yên mới đầu chỉ được một vài thành viên tham gia vì còn hoài nghi tính khả thi và những lợi ích mang lại cho người trồng tiêu. Đến nay, qua hơn 2 năm hoạt động, câu lạc bộ này đã thu hút được 25 thành viên tham gia với quy mô 25 hectare. Khi tham gia câu lạc bộ sản xuất tiêu bền vững, các thành viên được trang bị kiến thức về quản lý dinh dưỡng, nắm bệnh, bón phân cân đối theo hướng giảm phân hóa học, tăng cường phân hữu cơ, cải tạo đất và hệ vi sinh vật, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật đúng liều lượng, thời điểm để hạn chế tồn dư, nên năng suất tăng, chất lượng đảm bảo. Thực sự ra là trong bao nhiệm với bản thân tôi rất là răn trở, muốn kêu gọi anh em vào thành viên càng nhiều càng tốt. Để đó mình đưa ra một cái giải pháp để chăm sóc bền vững toàn diện. Nếu chúng ta mà chăm sóc bền vững mà không có một tính liên kết thì cái đó là không được bền vững.
các thành viên trong câu lạc bộ và hợp tác xã hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự quản, dân chủ, đoàn kết và tương trợ lẫn nhau, với mục đích tạo điều kiện cho thành viên cùng giao lưu, học tập, trao đổi kinh nghiệm, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất nhằm tạo ra sản phẩm sạch, có cơ hội mua bán, trao đổi, thương lượng với các doanh nghiệp, cơ sở thu mua về mức giá phù hợp với chất lượng của sản phẩm. Chúng tôi thấy ở cái câu lạc bộ hồ tiêu bền vững thôn 4 xã Hu này, nó có nhiều cái mà lợi thế, có khả năng làm tăng cái giá thành của hồ tiêu lên. Cái thứ nhất là họ là những nông dân có nhiều kiến thức thâm canh về sản xuất cây hồ tiêu. Cái thứ hai, họ có một cái hệ thống vườn tiêu còn trẻ, chưa có biểu hiện của những cái bệnh xảy ra. Cái thứ ba nữa thì ban chủ nhiệm câu lạc bộ là những người có tâm huyết với các thành viên trong câu lạc bộ, họ đứng lên, họ vận động tất cả các thành viên trong câu lạc bộ cùng sản xuất theo một cái định hướng, đó là sản xuất hồ tiêu an toàn. Huyện Cư Cu Yên hiện có trên 5.000 hecta tiêu với năng suất bình quân trên 3,5 triệu tấn tiêu hạt trên 1 hecta. Hiện nay, huyện đã xây dựng được nhãn hiệu chứng nhận hồ tiêu Cư Cu Yên gắn với sản phẩm là hạt tiêu đen được thị trường trong và ngoài nước ưa chuộng. Việc thành lập các câu lạc bộ và hợp tác xã sản xuất tiêu bền vững là mô hình mới, đem lại nhiều lợi ích cho các hội viên cũng như đối với ngành nông nghiệp huyện Cư Cu Yên. Xin được chuyển sang một câu chuyện khác cũng rất đáng quan tâm. Thưa bà con, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng có trên 44.000 hecta cà phê, chiếm diện tích khá lớn của tỉnh Lâm Đồng. Cùng với thực hiện tái canh, chuyển đổi giống, thời gian qua huyện Di Linh đã đẩy mạnh chương trình liên kết giữa doanh nghiệp, nông dân và chính quyền, thực hiện các giải pháp nâng cao giá trị, chất lượng cà phê địa phương. Nếm thử cà phê để đánh giá chất lượng, đây là nội dung nằm trong hội thảo do ngành chuyên môn, doanh nghiệp kinh doanh cà phê của huyện Di Linh phối hợp với tập đoàn Itecom xuất nhập khẩu cà phê tổ chức. Tại đây, người trồng cà phê, doanh nghiệp được các chuyên gia của tập đoàn cung cấp thông tin những cách nhận biết và thưởng thức cà phê chất lượng. Trước đây mình chỉ đào tạo ở thành phố Hồ Chí Minh thôi. Và trong cái đợt mà tiếp xúc với mấy anh em làm cà phê chất lượng cao ở Di Linh, cái lớp này là cái lớp sensory cơ bản. Mình bắt đầu tập về nếm cà phê từ những bước thấp nhất. Theo mình đó là một yếu tố lớn. Doanh nghiệp An Mộc Nhiên, Di Linh là đơn vị chuyển thu mua, chế biến cà phê. Dù số lượng thu mua không lớn, mỗi năm từ 2 đến 5 tấn cà phê nhân, tuy nhiên để cung cấp cho người dùng cà phê chất lượng, đơn vị đòi hỏi khá khắt khe số lượng đầu vào. Vì vậy, hiện doanh nghiệp này đang liên kết với 5 hộ nông dân trên địa bàn sản xuất cà phê sạch. Quy trình chế biến, chăm sóc, tới rang xay hay là hòa tan, nó đều theo những cái chuẩn quốc tế rồi, mình đã hội nhập, thì cái chất lượng mình bắt buộc phải nâng lên. Thì cái vấn đề này thì riêng doanh nghiệp không có không được, nó phải có kết hợp giữa nông dân, kết hợp giữa nhà nước, nhà khoa học thì nó mới làm ra được những cái bộ tiêu chuẩn này thì mới cạnh tranh được với cà phê thế giới. Liên kết với công ty An Mộc Nhiên thì họ đưa ra các quy trình làm đúng đắn hơn, với lại ví dụ như xài ít chất hóa học lại hoặc là không xài chất hóa học, chuyển qua hướng vô cơ, hữu cơ, rồi chỉ mình cách sản xuất hàng nhân đạt tiêu chuẩn để cung cấp cho công ty với lại giá cao hơn thị trường. Toàn huyện Di Linh có hơn 44.000 hecta cà phê với hơn 38.000 hộ sản xuất, chủ yếu là giống Robusta. Mặc dù năng suất bình quân chỉ đạt hơn 3 tấn mỗi hecta, thấp hơn với giống cà phê khác, tuy nhiên đây là giống cà phê ngon, chất lượng. Vì vậy, huyện Di Linh vận động người dân thực hiện tái canh, chuyển đổi nhưng vẫn nhân rộng giống cà phê này. Để mà phát huy được cái thương hiệu cà phê Di Linh và đặc biệt là nâng cao cái chất lượng sản phẩm cà phê, thì chúng tôi đã có những cái khuyến khích, đặc biệt là khuyến khích các cái doanh nghiệp rang xay trên địa bàn liên kết với các cái nhà khoa học, các cái chuyên gia hàng đầu về cà phê về địa phương, là mở những các cái lớp tập huấn rồi những lớp đào tạo chuyên sâu, cũng như là đào tạo cái đầu vào của sản phẩm là người nông dân sản xuất cà phê theo hướng sản xuất sạch, sản xuất bền vững. Huyện Di Linh hiện có 5 xã Tân Châu, Tân Nghĩa, Đinh Lạc, Cung Ré và thị trấn Di Linh được Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chọn xây dựng thí điểm hệ thống mã số vùng hơn 10.000 hecta cà phê với trên 8.500 hộ dân tham gia. Đây là giải pháp nhằm quản lý ngành hàng và đánh giá mức độ áp dụng thực hiện bền vững trong sản xuất cà phê, góp phần nâng cao vị thế thương hiệu cà phê Di Linh. Thưa quý vị và bà con, nội dung đáng chú ý vừa rồi cũng đã khép lại chương trình 365 ngày chuyển động hôm nay. Quý vị và bà con quan tâm đóng góp, chia sẻ thông tin, vui lòng gửi email về chương trình tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltva@gmail.com hoặc gọi điện thoại về số 02633829930. Thiên Phước và Kim Quý xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai.